cả nhà chào ngày mới. Wow, nó quay cho mọi người xem cái mo ở Colorado nè. Cái mo này rất là đẹp nha, rất là sang trọng. Nó rất là thích cái mo này. Cái mo này đẹp hơn mo ở LA luôn. Mọi người có biết cái mo này tên gì không? Nó sẽ giới thiệu cho mọi người có dịp tới Colorado đi cái mall này nghe. Cái mall này vừa có bên trong vừa có bên ngoài, đầy đủ hết, rất là đẹp. Đây là cái tên của cái mall nè, Park Meadows. Rất là đẹp ha. Cái mơ này người ta làm bằng gỗ, nhìn đẹp lắm á. Đẹp ha. Mọi người cùng nô đi tham quan mall nha. Đi chơi cho vui thôi nha. Có mình là mẹ quà là có quà thôi nha. Ngoài ra là không ai có quà đâu nha. Năm nay là chưa có mua quà gì cho mẹ quà hết. Cho nên là có mỗi mẹ quà được ưu tiên được tặng quà thôi. Có một vài cái cửa hàng là địa phương local ở Los không có, còn lại là đa số là đầy đủ, không thiếu cái gì ở Los đó. Nó thích nhất là ở đây người ta làm rất là ấm cúng và rất là sang trọng. Đây là một cái cửa hàng bán kẹo dễ thương hen. Dễ thương ghê á. Nó thích cái mò này lắm luôn á. Hợp với sở thích của Nô á. Còn Mr. Dan thì đang lang thang ở đâu rồi? Nó quay nhiều xíu nữa để lên YouTube. Đây là một cái tiệm bánh sô-cô-la. Rồi đi vào. Sô-cô-la này là Mr. Dan là thích lắm luôn á. Đây là khu vực dining hall, khu vực ăn. Rộng hen. Đẹp quá trời quá sáng luôn á. Mình đang đi tới gần khu vực bán đồ ăn để xem có Mr. Dan có ở đây không nghe. Đẹp quá ha. Ok, chúc cả nhà một ngày mới nhiều niềm vui nha. Bye bye.